Bài học tiếp theo, công thức Around the World thì gồm có tequila 1/2 ounce, gồm có gin 1/2 ounce, gồm có vodka là 1/2 ounce, gồm có rem đờ măng gin là 1/2 ounce. Gồm có rum là 1/2 ounce, nước cam 2 ounce, nước thơm 2 ounce. Các bạn nhớ ốp lạnh ly đối với phương pháp sách ly thon lát. Rồi tiếp tục, mình cho một cục đá vào ly. Sau đó mình đậy lại, mình gõ mạnh lắc đều lại. Rồi sau đó mình đổ đá ra ngoài. Các bạn nhớ là mình chặt hai bên hông, tuyệt đối là không chặt ở đây, chặt hai bên hông ha. Mình không được quyền chặt ở đây thì sẽ bể ly. Rồi sau đó mình giữ ly lại, mình giữ đá lại nha các bạn, mình chắc nước ra thôi. Rồi mình cho vào viên đá vô cho nó đẹp luôn. Rồi mình trang trí một cây khuấy kèm theo hai cống hút. Các bạn nên nhớ lúc nào mình phải trang trí hai cống hút ha. Rồi kèm theo một lát cam. Rồi mình cho thêm một trái cherry cho nó đẹp. Bài học tới đây kết thúc. Hẹn gặp các bạn vào bài ngày hôm sau.